Với phương châm cho đi yêu thương, sống trong yêu thương, Góc Sẻ Chia UTE tọa lạc tại tầng hầm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nơi giúp đỡ rất nhiều sinh viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm học tập, nhất là khi dịch Covid-19 tái bùng phát. Góc Sẻ Chia UTE được thành lập từ năm 2017 theo ý tưởng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian chia sẻ rộng hơn 70m² với các kệ nhu yếu phẩm phục vụ miễn phí như gạo, mì gói, sữa, nước uống, thực phẩm khô, bánh ngọt. Ngoài ra, nơi đây còn có xe đạp, mũ bảo hiểm, quần áo, sách vở cho sinh viên mượn khi cần và lò vi sóng để các bạn hâm nóng thức ăn mang theo. Đặc biệt, vào thứ tư hàng tuần, Góc Sẻ Chia có thực phẩm tươi như cá, thịt, rau để bổ sung dinh dưỡng cho các bạn sinh viên. Riêng thứ năm mỗi tuần còn có thêm 200 suất cơm nóng phục vụ miễn phí. Xuất phát từ các cái hoàn cảnh khó khăn của sinh viên sống xa nhà, nên là ban giám hiệu, đặc biệt là thầy hiệu trưởng đã có ý tưởng là thành lập cái Góc Sẻ Chia để các bạn có thể đến đây để mà nhận được những cái hỗ trợ mặc dù là nhỏ bé nhưng mà rất là tốt cho các bạn. Trong mùa dịch này thì Góc Sẻ Chia cũng có những cái nhắc nhở. Ví dụ như là các bạn vào thì luân phiên nhau, giãn cách, không có tập trung đông người, rồi rửa tay, có cái bồn nước để rửa tay và có xà bông nữa để các bạn có thể yên tâm hơn. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì vì dịch cho nên các bạn không có thể về được, nên là các bạn có thể đến để nhận những cái lương thực. Hỗ trợ một phần nào đó, ví dụ như có thể đến để lấy ăn sáng cũng như ăn trưa thì trường cũng đã tổ chức và hỗ trợ cho các bạn cái phần này để các bạn cũng đỡ một cái phần nào khó khăn. Trong mùa dịch Covid-19, nhà trường đã bố trí thêm bồn rửa tay để giữ an toàn và nhắc nhở sinh viên luôn đeo khẩu trang khi ghé đến. Từ khi thành lập, Góc Sẻ Chia đã gây tiếng vang và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và cựu sinh viên trường. Có người đã hỗ trợ nhiều tấn gạo, hàng chục triệu đồng, áo quần cùng thực phẩm để san sẻ với các bạn sinh viên. Cuộc sống sinh viên thì các bạn nhiều khi có các bạn vừa đi học vừa đi làm thì rất là khó khăn. Thì có cái góc chia sẻ này thì rất là đỡ phần nào về kinh phí cho các bạn. Thì các bạn có thể xuống đây và sử dụng những thực phẩm ở đây. Thì bình thường mình xuống đây để mình hay sử dụng mì và thực phẩm. Ở đây có gạo, rồi đường, nước mắm, tương rồi rất là nhiều. Rồi mình hay xuống đây để sử dụng những thực phẩm ở đây. Trong mùa dịch này thì các bạn đỡ rất là nhiều rồi về cái phần là đi ra ngoài để mua các thực phẩm. Hay là cái gì đó thì mình có thể dùng ở đây, thì ở đây rất là vệ sinh, hợp lý. Thì đến với góc chia sẻ thì mình sẽ được lấy những cái thức ăn một cách miễn phí, như là có thể là mì gói hoặc là cà phê hoặc là sữa đậu nành, và mình có thể dùng sẵn tại các cái bàn này, hoặc là mình có thể mượn nón bảo hiểm để khi mà mình quên một nón mà mình muốn được đi nhờ ai đó, hoặc là đến đây lấy sách để đọc, tham khảo, và có mượn xe đạp để đi chẳng hạn. Thì nó giúp đỡ cho sinh viên một phần chi phí trong cái việc sinh hoạt, ăn uống và có thể hỗ trợ những thứ khác. Mình mong là có nhiều người sẽ hỗ trợ và phát triển cái góc này hơn nữa trong tương lai. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sinh viên đang theo học các chuyên ngành như cơ khí, điện tử, xây dựng, kinh tế, công nghệ thông tin, hóa thực phẩm, may thời trang. Hơn 50% sinh viên đến từ các tỉnh thành khác nhau. Trong đó, rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, đứng trước áp lực học phí, chi phí sinh hoạt, nên Góc Sẻ Chia mang ý nghĩa tương trợ rất lớn. Thời gian tới, Góc Sẻ Chia vẫn duy trì hoạt động để luôn là nơi đong đầy yêu thương cho các bạn sinh viên yên tâm học tập, nhất là trong mùa dịch Covid-19.